Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay thì sáng nay chị Ba Điền Lý trợ duyên cho chị Hoa cúng một mâm mặn với một mâm chay, nhưng mà chị Hoa nói là nhà chị Hoa không có đủ son nồi để nấu, mà với lại chị nấu không kịp nữa cô chú anh chị, nên hôm nay là chị Hoa cúng mâm mặn trước, ngày mai chị Hoa bắt đầu cúng tiếp theo là mâm chay đó. Chị Ba Điền Lý có coi thấy cái video này cũng đừng có la chị nha, tại vì có một mình chị nấu không kịp. Ngày mai, bữa nay chị nấu mâm mặn, mai là bắt đầu chị nấu mâm chay. Không có giỡn nè. Phải, nấu rồi, giờ là bài là cũng luôn hả? Cơm nó làm như nó thấy ê vậy gì. Hơi khét. Đúng không? Mười hộp nghe không? Cái mười nó hơi khét cái gì? Khét thơm. Không sao hết. Khét thơm chứ có gì đâu. Mình nấu nồi cơm lò than nè. Sắp đi xuống. Cơm lò than. Cái máy này bị đòn đó. Ơi, hai đứa đó. Cái gì là canh chua hả? Rồi bán. Hai đứa con đi chơi nha, nhìn hết. Họ lấy tô nào múc hả? Tô kiểu chị. Mình gia tô luôn đi ha. Ha. Dễ đâu chị. Lấy tô mình gia tô luôn đi cậu ơi. Tô mình chưa ha. Để ra chị. Để dễ đó, để cái này, là, cái này chỉ làm hai hả? Đó mình hai hộp đi rồi. Này là chất làm đôi luôn đúng không chị? Để đây nha, để đây nha. Bật máy lên luôn đi. Bật máy lên đi. Quay dần cho thị cho. Đi tấm này, đưa máy đi tấm này. Cái tô là hàm một con, cái tô là hàm một con. Hai chén.
chừng này nhưng mà anh ơi trả tiền anh ơi. Đưa cho anh Thân cầm giùm đi. Hai vợ chồng làm không kịp, ngày mai hẹn ngày mai cũng chị hai, hai bữa nay là chị hai có coi được video clip của em. Bữa nay hai vợ chồng em thì làm hai món, một bàn mặn bàn chay, nhưng mà bàn chay thì vợ chồng em làm không có kịp, cho nên hôm nay thì làm một bàn mặn trước, rồi để ngày mai thì tụi em làm tiếp một bàn chay tiếp tục để tạ ơn cho anh cho cậu Năm. Thì chị hai cũng thông cảm cho tụi em. Đấy, đem máy lên trên cái là bưng lên. Đấy, để máy lên đây đi. Đấy, máy trước lên đây để bưng cái bàn lên đó cô chú anh chị. Cái mâm cúng lên đó sợ đi dướng. Đụng đổ con bánh con. Đây từ từ con mặn nghe lời là nghỉ chơi con luôn.
Rồi đây này à, đây nè. Hành tráng luôn ha. Hành chua. Hành chua cá rồng hồng nè. Thịt kho nè. Đùi gà khìa nè. Té la cho khác chưa? Hai đứa tính ra con. Đụng đụng ngã đồ đụng ngã đi khỏi trơn đó. Hồng Ngọc nha. Nói với chị Hồng Ngọc tới tiếng đi. Rồi nè, của con nè. Đây, nói chị Hồng Ngọc đứng tiếng đâu. Chị Hồng Ngọc bao xô. Rồi đưa cho con Ngọc gắm lên đi. Rồi xá đi. Quỳ xuống lại luôn. Quỳ lại cho ông Năm luôn. À, bây giờ anh đang thắp nhang ha cô chú anh chị. Trong của chị Hoa. Lại. Mùng 2 tháng 3 âm lịch. Quỳ xuống. Tức là lại. Thầy lại đây. Lại ông Năm. Giờ chồng em là năm hôm. Giờ chồng con Năm. Xuống. Trước hết 27 giờ cho con Năm đã phù hộ độ cho vợ chồng em một cái kênh YouTube. Rồi sau nữa em cảm ơn chị Hai đã trợ hỗ trợ tiền mua cho vợ chồng em một cái điện thoại để làm kênh. Sau nữa là cảm ơn còn một xuống Niêu là anh Niêu đã giúp cho vợ chồng em làm một cầu nối giúp cho vợ chồng em ngày càng đi lên. Rồi cũng mong Năm phục hộ độ cho chị Hai em ngày càng có sức khỏe và sự bình an. Để anh gắm nhang đi rồi mình hỏi anh ha, mình hỏi anh vài câu thôi. Sao bữa nay làm gì cũng lớn dữ à? Đi chỗ khác không? Hậu Ngọc cứ bàn bàn ngay cái cam hoài. À chưa anh, sao à, cho em hỏi vài câu anh đứng đó đi. Hỏi vài câu coi sao mà bữa nay làm gì anh cũng lớn dữ vậy? Ờ chào Bùi Hải nghe, chào khán giả bên Bùi Hải nha. Hôm nay nói chung là cũng nhờ có cậu Năm độ cho vợ chồng em có một kênh YouTube. Hôm nay vợ chồng em làm mâm cơm cúng cho tạ lễ cho cậu Năm. Rồi sau nữa em cũng cảm ơn cho chị Hai là Điền Lý đã hỗ trợ cho vợ chồng em có cái điện thoại để làm kênh. Rồi sau nữa là cảm ơn anh Niêu đã giúp đỡ cho vợ chồng em ngày càng đi lên. Là bữa nay mình cúng mâm mặn trước, là ngày mai mình cúng thêm mâm chay nữa. Bữa nay mình cúng mâm mặn trước, rồi ngày mai cúng tiếp tục mâm chay. À, mâm mặn của mình cúng gồm có cái gì với gì anh có thể nói được không anh? Mâm mặn là gồm có thịt kho mặn, thịt gà kho mặn, rồi thịt gà khìa nước dừa, rồi canh chua, gồm có canh chua cá điêu hồng. Rồi gồm có nước là 5 chai 247, 5 chai xịn tin. Rồi đây. Rồi cũng chúc toàn thể cô chú anh chị trong các kênh như bữa nay có là kênh mà anh kênh gì? Đây tên kênh của tên là Hoa. Còn kênh YouTube là kênh Hoa Thảo. YouTube của anh đang làm quay cập nhật một cậu hàng ngày là tên Hoa Thảo. Hoa Thảo. Rồi ông bà cô chú anh chị có rồi, thương Hoa Thảo thì vô ủng hộ dùm Hoa Thảo nha cô chú anh chị. Trong các kênh của như là Bùi Hải, Phong Sông Mốt, Anh Ngọc Giữ Mộ. Rồi cũng xem clip và ủng hộ cho các kênh này ngày càng phát triển. Rồi ông bà cô chú có thương rồi, không? Kênh YouTube của Hoa Thảo thì cô ông bà cô chú vô ủng hộ dùm kênh YouTube Hoa Thảo nha cô chú anh chị. Đây là gồm có nè. À, canh chua cá điêu hồng nè, gà khìa nè,
và bên đây là đùi gà nữa nè cô chú anh chị, cơm nước ngọt đầy đủ ha. Đó thôi, giờ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. À.